Tại nhiều làng nghề làm bánh đa nem nổi tiếng ở miền Bắc như xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hay Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khi tới những vùng đất quê này, bạn sẽ được ngắm cả một vùng rộng lớn. Ở đây được bao phủ bởi những mảng màu vàng nhạt, cùng nhiều màu sắc khá đan xen, tạo nên bức tranh bình yên, no ấm và giàu truyền thống văn hóa. Khi những tia nắng của một ngày mới còn le lói phía chân trời, thì những phiên bánh đa vừa được tráng xong, đưa ra khỏi lò, vẫn còn nghi ngút khói, được mọi người vác, bưng, bê và chở bằng xe ra phơi cả những con đường, ngõ xóm. Bánh đa nem được làm bằng gạo với nhiều công đoạn, bắt đầu từ việc ngâm gạo, xay bột, tráng bánh, phơi bánh, cắt bánh. Gạo được ngâm từ tối hôm trước đến sáng hôm sớm hôm sau sẽ bắt đầu công đoạn xay bột, tráng bánh. Hiện nay, người dân đã tráng bánh đa bằng máy thay vì tráng bằng thủ công bằng tay như trước, nên có năng suất cao và sản phẩm chất lượng hơn. Bánh sau khi tráng xong được bàn tay khéo léo của người thợ trải trên từng tấm phên hay còn gọi là giàng, được làm bằng tre. Khi ánh nắng mặt trời vừa dạng, người dân sẽ đem các phên bánh ra phơi. Tưởng chừng như cầu kỳ, phức tạp, nhưng để được những mẻ bánh ngon lại phụ thuộc vào rất nhiều kinh nghiệm ngâm gạo và kỹ thuật tráng bánh. Quá trình phơi bánh cũng quyết định không nhỏ đến chất lượng bánh, bởi nếu gặp trời mưa bánh sẽ bị mốc, nếu trời nắng to hoặc quá hanh khô bánh sẽ bị giòn, nứt vỡ. Bánh ngon là có độ dẻo, mỏng dai, không rách vỡ và không quá mặn. Sáng sớm, những phên bánh đa được mang ra phơi trên mọi nẻo đường, ngõ xóm trong làng. Công đoạn phơi bánh là khó khăn và vất vả nhất vì phải phụ thuộc vào thời tiết như nhiệt độ, nắng, độ ẩm không khí. Nếu không cẩn thận, bánh sẽ bị nứt, phải bỏ đi. Nếu trời nắng nhẹ, bánh phơi khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Nếu trời nắng to thì chỉ phơi nắng chừng 2 tiếng là được. Vì thế, khi phơi bánh, có cần kinh nghiệm về nhiệt độ, độ ẩm và phải tập trung cao, nếu không mẻ bánh sẽ bỏ đi, không bán được. Những ngày mùa đông khô hanh thì việc phơi bánh lại tính theo độ ráo của mặt bánh nhưng không tính theo thời gian. Còn những hôm mưa thường phải sấy bánh, dù việc sấy bánh không còn được có vị thơm của nắng, đào của gạo được hong dưới mặt trời nhưng cũng không thể phơi trong râm vì độ ẩm rất cao. Khi sấy bánh thì việc điều chỉnh nhiệt độ, thời gian là điều rất quan trọng vì thường làm ít. Chính vì thế, việc sấy bánh, phơi bánh thường là phải những người có nhiều năm kinh nghiệm làm bánh mới có thể thực hiện được. Thông thường, loại phên to thì sẽ được thành cắt thành 7 khúc, phên bé sẽ được cắt thành 9 khúc. Bánh được buộc thành từng chục hay từng trăm tùy vào đơn vị đặt hàng và lúc này hoàn thành xong thì quy trình sản xuất bánh. Cứ như vậy, người ta lại ngâm gạo để chuẩn bị cho mẻ bánh vào sáng ngày hôm sau. Nhằm đáp ứng thị yếu và nhu cầu của thị trường, người dân đã sản xuất bánh đa nem với kích cỡ khác nhau. Đến cạnh những chiếc bánh có đường kính khoảng 40cm, đến nay đã có nhiều loại bánh được sản xuất theo hồ nhỏ hơn để cung cấp cho các nhà hàng.